Đây, hôm nay là nhỏ em nó có mua một cái cục hàng trên Shopee hả? Cái này là cái mắt kính thời trang nha. Cái này giá nhiêu nhớ không? Sao không nhớ rồi. Mà cái này chắc rẻ nè. Đâu khui thử coi. Hai kia em thua bằng gì này? Đó. Sao? Có mạnh như rồi đẹp gì sẽ qua hay gắn bằng cái lần giữa trước đi. Nè, cắt lần giữa sắt xuống. Từ từ nhẹ nhẹ chừng gãy gãy cái kiến ở trong rồi. Thô bạo quá. Đây. Mắt kính đi biển mà. Đi biển hả? Sao mua có một màu vậy? Sao mua cặp mà trời? Mua cặp sao mua ba cái? Ba đứa. Vậy nó phải cặp. Ba đứa cặp ba. cặp ba hả? Trời ơi khó chứ khăn lẽ quá. ba đứa mua hai đứa hai cái Đâu đi thử đi. thôi. Nghĩ sao vậy hả? Đi thử coi nó giống đi biển không? Để chừng Nè. đúng rồi. Đâu đi thử coi giống đi biển không? Hai đứa bơi đi biển luôn. Đây vậy. À, cái này nó lát lên được nè. Chưa. Trời, giống như nằm trên bãi biển hưởng thụ vậy. Đấy là giống đi bãi biển chưa? Nè đây này đó, kiến nè. Đeo vô kia thấy không? Đeo đi biển không? Đó, cái này nó đóng đóng hộp hơi hơi ẩu nha, không có lót gì cho chạy sao ta? Có chạy không kiến chạy không? Đây, coi cái chạy. Này lót cho mấy mút nữa. À, cái này nó cái gọng nó màu nâu để tránh cái nắng mặt trời này, đúng rồi để đi Kem, biển. Ok, kem. màu kem mà Màu kem. màu này màu kem mà. Màu trà chứ Màu kem. nè. Ok đó, Kem. chất liệu thì là bằng nhựa nha, nhựa liền luôn, đúng là đồ đi biển có khác. Còn mua gì đi biển nữa không? Chưa chưa gửi gì. Chơi cái gì hả? Mua gì nữa? Để mốt tao khui ta review luôn. Nó với túi có. Thì mình để cái link mua hàng dưới phần mô tả video nha, mọi người có thể click vào xem tham khảo giá nha. Khá là nhiều loại luôn.